để chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đến bài thiền niệm ân đức tăng. Thường thường thì các Phật tử hay thường được dạy là niệm Phật. Niệm Phật thì rất là phổ thông, và còn cái pháp niệm là niệm pháp và niệm tăng. Bài hôm trước là nói về niệm pháp, thì niệm Phật thì tưởng nhớ đến chín cái ân của Đức Phật. Tức là mỗi một khi tưởng nhớ đến Phật là mình phải tưởng nhớ đến các cái ân đức của Phật. Các cái ân đức của Phật đó là đức hạnh của Phật và trí tuệ của Phật. Khi mà mình chú tâm tưởng nhớ đến các ân đức của Phật mà đạt đến cái sự nhất tâm thì có thể đắc được thiền, đắc được các cái định cận hành. Niệm pháp, pháp thì có sáu ân đức pháp. Khi mình tưởng nhớ đến giáo pháp thì tưởng nhớ đến sáu ân của pháp thì mình cũng đạt được đến một cái mức định. Nó cũng là một pháp tu tập thiền niệm pháp. Và có một pháp nữa đó là thiền niệm tăng. Thì mỗi khi mình tưởng nhớ đến tăng cũng sẽ tưởng nhớ đến chín ân đức của chư tăng. Và mình cũng có thể đạt được đến cái sự nhất tâm nhờ có cái pháp thiền niệm ân đức tăng. Hôm nay mình sẽ học về bài thiền niệm ân đức tăng. Thế nào là thiền niệm ân đức tăng? Thiền niệm ân đức tăng đó có nghĩa là tập trung tâm tưởng nhớ đến những đức tính cao thượng của chư tăng. Mình phải có, mình tập trung tâm. Khi mình tưởng nhớ đến Phật thì mình tập trung tâm vào hình ảnh của Đức Phật, rồi tưởng nhớ đến các cái đức tính cao thượng của Phật. Khi mình niệm pháp thì mình tưởng nhớ đến các cái đức tính cao thượng của giáo pháp. Khi niệm và đến ân đức tăng thì tưởng nhớ đến các cái đức tính cao thượng của chư tăng. Thì đó là niệm ân đức tăng. Thường thường đi chùa thì gọi là đi chùa lễ, đi chùa để lễ Phật. Không có bao giờ nói là hôm nay đi chùa để lễ pháp. Có bao giờ nói là hôm nay đi chùa để lễ tăng không? Đi chùa lễ Phật có, đi chùa để học pháp. Nhưng mà có khi nào nói là đi chùa để đảnh lễ chư tăng không? Gọi là khi mà mình vào chùa mình gọi là hôm nay vào chùa cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo thì trong đó có cúng dường đến Phật, có cúng dường đến pháp và có cúng dường đến tăng. Thì đó là tam bảo, có Phật, pháp, tăng. Khi mình đảnh lễ mà mình tác ý là con xin đảnh lễ tam bảo, thì cái lúc đấy mình phải hướng tâm đến cả Phật, cả pháp, cả tăng. Thì lúc đấy nó mới đầy đủ, đó là đảnh lễ tam bảo, lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng, hay là kính Phật, kính pháp, kính tăng. Vậy thì tam bảo sẽ không thể tách rời được, phải có cả Phật, cả pháp và cả tăng ở trong đấy. Mà có khi nào đi chùa mình, có khi lễ Phật mình có hay tưởng nhớ đến tăng không? Khi mà ngồi nói chuyện với nhau thì có thể mình, có khi nào mình dám nói xấu Phật không? Không dám. Có khi nào dám nói xấu pháp không? Pháp thì quá cao siêu mình không thể hiểu hết được. Mà có khi nào nói xấu tăng không? Đôi khi vẫn khó. Tại quên không niệm ân đức tăng. Thì cái pháp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tại vì tăng Phật thì có bằng xương bằng thịt đâu.
Phật thì bằng gì? Phật ở trên nền là bằng gì? Bằng đá. Còn pháp thì bằng gì? Còn tăng thì bằng gì? Tăng thì bằng là người. Tăng là người. Phật thì cũng là người, nhưng mà Phật đã là người quá khứ rồi. Pháp thì là những cái giáo pháp, đó là pháp học và pháp hành. Mình hiểu được pháp như thế nào thì đó là pháp. Còn tăng thì có tăng quá khứ, tăng hiện tại và tăng tương lai. Có cả các vị chư tăng trong quá khứ, có chư tăng ở hiện tại và có chư tăng ở tương lai. Thế thì mình hướng tâm đến chư tăng, chư tăng nào cũng được. Mình muốn hướng tâm đến chư tăng ở quá khứ để mình niệm ân đức tăng được. Ví dụ tăng ở trong quá khứ mình thấy có vị chư tăng nào là cao thượng. Ví dụ như là mình học lịch sử mình biết là thời Đức Phật có các vị như là Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Thì đấy các vị đấy cũng là tăng. Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, thì các vị đấy cũng là tăng hết. Hoặc là có cả các vị tăng ở trong hiện tại là những cái người đang tu tập đây cũng là tăng. Hoặc là có cả những vị tăng ở tương lai, có những người tương lai người ta đi xuất gia người ta sẽ trở thành tăng. Thì ân đức của chư tăng có các cái ân đức như thế này. Supatipanno bhagavato savaka sangho, diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Uchupatipanno bhagavato savaka sangho, trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Yajapatipanno bhagavato savaka sangho, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho, ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tam chúng. Bốn hạnh. Tiếp nữa là chúng tăng đáng được cung kính, chúng tăng đáng được tôn trọng, chúng tăng đáng được cúng dường, chúng tăng đáng được chắp tay. Chúng tăng là phước điển vô thượng ở thế gian. Đấy là chính cái ân đức tăng. Và khi là một cái người mà thực hành cái thiền niệm ân đức tăng thì sẽ niệm từng ân đức một. Đấy là có chính cái ân đức như vậy. Mình cần tưởng niệm đến các cái ân đức này. Bây giờ là cái cách tu tập niệm ân đức tăng. Người đã tu chứng tứ thiền hơi thở thì việc thực hành niệm ân đức tăng rất là dễ. Vì đó chỉ cần nhập vào tứ thiền, sau đó thì khi mà cái ánh sáng tỏa sáng rực rỡ rồi thì chuyển sang niệm chín ân đức tăng, mỗi lần một ân, để trong một thời gian ngắn đó là sẽ thành công, chỉ niệm khoảng một tiếng là sẽ đắc định, và khoảng 20 phút là sẽ đắc được một ân. Thì chỉ ngồi một ngày hai ngày là sẽ niệm xong, trong một ngày có thể niệm xong được 9 ân đức tăng. Với người mà đã đắc tứ thiền hơi thở rồi thì chuyển sang niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng rất là dễ. Còn với một người mà chưa thực hành thiền hơi thở thì để mà niệm ân đức tăng thì sẽ khó hơn một chút. Đó là phải niệm từng chút một. Hay là với những người mà chưa có thiền hành tác thiền hơi thở, niệm ân đức tăng vị đó phải cố gắng tưởng nhớ đến hình ảnh chư tăng, rồi lựa một trong chín ân đức nào dễ hiểu nhất thì tập trung vào ân đức đó và tưởng niệm liên tục. Đấy là mình phải tưởng nhớ đến cái hình ảnh của chư tăng, rồi mình niệm một cái ân đức nào mà mình hiểu nhất. Ví dụ như này, diệu hạnh là những cái hạnh tốt đẹp. Đấy, thiện lành, diệu có nghĩa là thiện hạnh tốt đẹp, là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì mình cứ tập trung vào một cái hình ảnh chư tăng và mình tưởng nhớ đến như thế. Đấy, thì đó là niệm ân đức tăng, tưởng nhớ đến một ân đức, mỗi lần mình niệm một ân. Đây là sẽ là cái ý nghĩa ân. Diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Ví dụ khi mà mình niệm ân đức thứ nhất, cái người nào mà học Bali tốt thì sẽ niệm bằng tiếng Bali. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Cái người nào mà không học Bali thì niệm bằng tiếng Việt. Diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Vừa niệm vừa suy tư đến ý nghĩa tốt đẹp của cái ân đức này. Thế là mình niệm thầm ở trong tâm ấy. Trong tâm của mình tác ý.
Thường thường có những cái người ta không hiểu ấy, người ta không 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 có hiểu được cái việc đi tu là gì. Mỗi khi mà người ta mà cứ nhớ đến một cái, hay là người ta thấy những vị sư đi ở ngoài đường ấy, thì người ta sẽ nghĩ làm sao? Thì trong tâm người ta sẽ nghĩ gì? Người ta có nghĩ là ôi mấy ông sư này là những người tốt đẹp không? Ông bảo là và mấy vị này là cái người trốn việc quan như ở chùa. Đây có phải là niệm ăn đức tăng không? Đấy, cái người mà không 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 hiểu được cái việc đi tu để làm gì thì người ta sẽ không 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 nghĩ tốt, không không suy, người ta không tác ý những cái điều tốt đẹp đến một vị tăng. Nhưng mà nếu mà cái người hiểu đạo, người Phật tử hiểu đạo thì người đấy mới tác ý được đến những cái điều tốt đẹp của một cái vị tăng, của các vị chư tăng. Đây là khi mà mình tập trung tưởng niệm liên tục như vậy thì nimitta nó sẽ xuất hiện, tức là trước mặt mình nó sẽ phát sinh ra ánh sáng. Tức là khi mà mình tập trung và mình cứ tưởng nhớ diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, mình chú tâm, an chú tâm trên đấy liên tục thì dần dần cái tâm của mình nó cũng sẽ thanh tịnh. Đầu tiên tâm mình nó trở nên rất là hoan hỷ, nó hoan hỷ đối với những cái hạnh tốt đẹp của chư tăng. Rồi sau đó các triển cái được đè nén, tâm trở nên thanh tịnh, tâm trở nên định tĩnh. Rồi sau đó sẽ xuất hiện nimitta, ánh sáng. Tâm thiện chìm đâm, nó sẽ chìm sâu vào các ân đức tăng. Hình ảnh chư tăng có thể nó sẽ mờ đi, nhưng mà các cái ân đức thì nó sẽ trở nên rất là rõ ràng, và nó thể nhập vào trong tâm trí của mình. Mình dùng cái trí tuệ để mình quán chiếu đến các cái hạnh của chư tăng, cứ duy trì tâm liên tục trên cái tự tướng đó thì mình sẽ đạt được định cận hành. Đó là mức định cao nhất của pháp môn niệm tăng. Diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Và đây, trong cái lúc niệm như thế thì cái quan trọng nhất đó là cái mình phải hiểu được cái ý nghĩa. Cái tâm của mình nó phải tác ý đến các cái ý nghĩa của các cái ân đức này. Diệu hạnh là chúng tăng của Đức Thế Tôn. Vậy thì bây giờ mình phải hiểu thế nào là diệu hạnh. Diệu hạnh là làm sao? Và cái ý nghĩa của cái ân đức này mình cần phải tác ý này. Diệu có nghĩa là tốt đẹp, hay là diệu có nghĩa là thiện lành. Hạnh có nghĩa là hành động ở thân khẩu ý. Chúng tăng là các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật là những người có những hành động tốt đẹp, thiện lành ở nơi thân khẩu ý. Thì cứ tác ý như vậy, tức là những cái vị tăng, những cái vị gia đi xuất gia thì người ta có những cái hành động, tất cả những cái hành động là những hành động thiện. Thế người bỏ cái đời sống thế tục mà. Cái đời sống thế tục thì những cái hành động có cả thiện có cả bất thiện. Còn cái đời sống của người đi xuất gia thì là từ bỏ những cái hành động gì thuộc về hành động bất thiện, là phải từ bỏ và phát triển những cái hành động thiện đến cái mức cao thượng nhất. Cho nên là đó là thì tất cả những cái hành động thiện đó thì được gọi đó là tốt đẹp, đó là thiện lành, đó là tốt đẹp. Ví dụ như là cái người thế gian thì còn phải đi làm ăn, cho nên rằng là mình còn cái tâm của mình nó còn bị dao động, còn phải làm việc này việc kia. Đôi khi mình còn làm những cái việc như là sát sinh, trộm cắp, là dâm, nói dối, uống rượu, hay là có những cái hành động về uy nghi, đi đứng nằm ngồi thì nó hơi phóng túng, phóng dật. Đây là những cái hành động ở nơi thân khẩu ý. Thì còn ở cái người xuất gia thì khép mình ở trong cái giới luật nghiêm hơn, cho nên là tất cả mọi cái hành động phải thận trọng hơn. Thì đó là những cái hành động tốt đẹp, đó là diệu hạnh. Diệu hạnh là ở nơi thân trang nghiêm, ở nơi khẩu nói ra những cái lời gì cũng là thiện lành, và ở nơi tâm, đó là cái sự diệt trừ tham sân si, cho cái tâm nó thanh tịnh. Như vậy thì tỳ kheo đệ tử của Đức Phật là những người có những hành động tốt đẹp. Thì mình tác ý như vậy, mình có tác ý như vậy thì mình mới hoan hỷ với khi mà mỗi một khi mình tưởng nhớ đến hình ảnh một vị tỳ kheo thì mình khởi lên cái tâm hoan hỷ.
ví dụ như là thân giữ uy nghi, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm. Một vị tỳ kheo thì đi đứng nằm ngồi là phải trang nghiêm, chứ nó khác với người đời. Như là vị tỳ kheo nó không có được chạy, không được chạy. Có khi trời mưa, mình đang đi ở ngoài đường mà trời mưa cũng không được chạy, thì đó vẫn cứ phải đi, kể cả mưa nó ướt đầu ướt người. Khi mà đi đứng cũng vậy, đứng cái chỗ nào nó đáng đứng, nằm ngồi đều phải trang nghiêm, tề chỉnh, thu thúc, tức là lúc nào cũng phải thu thúc, không được nhìn ngang nhìn ngược mà phải nhìn thẳng. Khẩu nói những cái lời thiện này có lợi ích, tránh xa những lời nói vô ích và bất thiện. Tức là một vị tỳ kheo thì không có được cười thoải mái, không được nói to quá, không có được cười lớn tiếng, rồi là không được nói những cái chuyện, không được nói tục, không được văng tục, không được nói bậy, không được nói nhảm, không được nói những cái lời vô nghĩa, là không được bàn luận những cái chuyện thế sự. Khi mà những cái người mà người ta không có hiểu đến luật thì khi mà ngồi nói chuyện với lại chư tăng thì sẽ có những cái rất là khó chịu và rất là áp lực. Ví dụ như là người tại gia thì thích nói những cái chuyện thế sự, đem những cái chuyện đời ra và nói chuyện với người ta. Có những người chưa biết chuyện đạo mà cho nên là cứ tưởng nói chuyện đời giống như lấy câu chuyện làm quà, kể để đủ mọi cái thứ chuyện đông tây kim cổ. Nhưng mà một vị tỳ kheo thì lại không được nói những cái chuyện đó, không được bàn luận chuyện, không có nên bàn luận cái chuyện thế sự. Đôi khi hỏi han về cái đời sống riêng tư tại gia, ông bà cha mẹ tổ tông, thì nó cũng là một cái chuyện mà nó không hay. Thì người xuất gia không nói những cái chuyện mà nó không vô nghĩa, nên nó cũng sinh ra nhàm chán. Khẩu không nói những, chỉ nói những cái lời liên quan đến pháp, liên quan đến cái sự tu tập, liên quan đến giáo pháp, liên quan đến cái sự tu tập đoạn trừ tham sân si, hay là những cái pháp thiện ác chánh tà. Ý là suy nghĩ những điều thiện lành, an trú ở trong chánh niệm, không suy nghĩ những cái điều bất thiện và tránh xa tà niệm. Vì vậy cho nên là một cái vị tăng thì ngoài cái thời công phu tu tập ra là chuyên tâm nghe pháp, chuyên tâm phải để tâm vào pháp học hoặc để tâm vào pháp hành. Ví dụ người đó giữ tâm trên chánh niệm, trên cái đề mục thiền của mình để phát triển về pháp hành, hoặc là vị đó tư duy về những cái bài kinh, đó là tư duy về pháp học, thì cái tâm nó chỉ được phép suy nghĩ đến những cái điều đó, đó là suy nghĩ tư duy về pháp học và tư duy về pháp hành. Còn tất cả những cái chuyện khác thì khi mà tâm nó nghĩ đến còn là phải buông xả ngay, không được để cho tâm nó duyên theo những cái tư tưởng như người đời, không được để nó duyên theo những cái câu chuyện ở thế sự, câu chuyện bên vỉa hè, chuyện nề đường, chuyện ở giếng nước, chuyện thế sự thế gian. Thì đấy là cái hạnh của vị tỳ kheo, là phải thế, thân cũng phải uy nghi thu thúc, khẩu là phải nói những cái lời đáng nói. Và cho nên là đa số những cái vị tỳ kheo mà đang tu tập là thường thường là giữ chánh niệm và bằng cái cách đó là im lặng. Nếu mà không nói những cái việc không cần thiết thì vị đó im lặng, giữ sự im lặng thánh thiện. Một là đàm luận về Phật pháp, hai là giữ sự im lặng thánh thiện. Thì cái người mà niệm đến ân Đức Tăng này, cái diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, là những cái hạnh này, những cái hạnh tốt đẹp này, đó là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, thì tác ý như vậy. Và mình hình dung đến cái hình ảnh chư tăng, mình có tưởng nhớ đến hình ảnh chư tăng. Khi mình tưởng nhớ đến hình ảnh chư tăng thì mình tưởng nhớ đến những cái hình ảnh chư tăng nào mà mình cảm thấy hoan hỷ nhất. Ví dụ có một cái hội chúng chư tăng nào đó mà trang nghiêm nhất, trang nghiêm thanh tịnh nhất, thì mình đã từng gặp một cái hội chúng chư tăng nào đấy mà mình cảm thấy hoan hỷ nhất, cảm thấy có cái niềm tin tưởng, có cái sự cung kính,
thì mình tưởng nhớ như vậy mà mình tác ý đến các cái ân đức diệu hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn diệu hạnh này, hay là những cái hạnh thiện này. Vậy thì mỗi khi mình nhìn thấy những vị chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, tức là những người đã đi xuất gia trở thành những vị tăng rồi, thì mình phải hiểu, thì mình phải tác ý này, đây là những người thiện này, đây là những người thiện này. Chứ mình nhìn thấy chư tăng thì mình tác ý làm sao? Đây là những người trốn đời, đây là người trốn đời. Nó có hai cái tác ý, cái tác ý theo lối sống thế gian là vậy. Đây là những cái người trốn việc đời. Còn cái tác ý mà theo kiểu mà niệm ân đức tăng, đây là những cái người đang tu tập các cái hạnh này, đây là những cái người đang tu tập các cái hạnh thiện này, là những cái hạnh tốt đẹp, những hạnh thiện này là những hạnh tốt đẹp. Đấy gọi là Suppatibanno Bhagavato Savaka Sangho. Đấy là những người đệ tử của Đức Thế Tôn. Niệm cái ân đức thứ hai là Uchupatibanno Bhagavato Savaka Sangho. Trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Trực hạnh tức là cái hạnh ngay thẳng. Ngay thẳng là cái hạnh của chúng tăng, là những cái hạnh của những người tu tập. Trực hạnh là ngay thẳng, trực cũng có nghĩa là nghiêm túc, thân ngay thẳng, nỗ lực hành thiền để hướng đến niết bàn, không làm những việc tầm thường. Đó là những cái các cái vị chư các chư tăng là phải có cái hạnh ngay thẳng, cái hạnh ngay thẳng đó. Ngay thẳng ở nơi thân, trực tức là chánh trực ở nơi thân, ngay thẳng ở nơi khẩu và ngay thẳng ở nơi ý. Thân thì phải nỗ lực hành thiền, chứ vị đó không có được cái thân không có được năng sanh, không ngay thẳng. Khẩu ngay thẳng, nói những cái lời chân thật có lợi ích, không nói những lời phù phiếm vô ích. Khẩu ngay thẳng. Ý ngay thẳng là suy nghĩ những điều cao thượng, xa lìa tham dục sân hận si mê, không suy nghĩ những điều nhiễm ô hạn niệm. Thì đấy là trực hạnh. Trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Tức là cho nên là các cái chúng tăng là những người nó sẽ một cái hội chúng tăng ấy, sẽ là một cái hội chúng rất là trang nghiêm. Trang nghiêm đó là có thể mình đi vào một cái hội chúng có cả hàng nghìn người, nhưng mà mình sẽ có những lúc mình sẽ không nghe thấy những tiếng động. Có những lúc mình đi vào những hội chúng hàng nghìn người mà không nghe tiếng động, thì đó là những cái vị cái hạnh của các vị chư tăng là phải nghiêm túc như vậy. Ví dụ giờ hành thiền là phải nghiêm túc, không có một tiếng động này. Còn nếu như mình đi đến một những cái chỗ khác thì mình sẽ thấy rất là ồn ào. Vậy cái giờ xả thiền nó có ồn không? Cũng không được ồn. Ví dụ như mình đi đến một cái môi trường, ví dụ đi đến cái môi trường như là trường học, trong cái giờ học thì im lặng, nhưng mà ra chơi thì sẽ ồn ào, sẽ không phải là lúc nào cũng trang nghiêm. Thế nhưng mà đối với các đệ tử của Đức Thế Tôn thì lúc nào cũng phải là lúc trang nghiêm. Giờ nào cũng là cái giờ phải nghiêm túc, không có cái giờ nào là cái giờ tu và cái giờ nghỉ tu. Giờ nào cũng là tu, lúc nào cũng là tu. Cho nên lúc nào cũng phải nghiêm, chứ không phải là lúc này nghiêm xong rồi lúc khác lại được thoải mái. Vậy thì lúc ở trong chùa cũng phải nghiêm, mà khi đi ra ngoài đường cũng phải nghiêm, khi ở chỗ đông người cũng phải nghiêm, mà khi ở một mình cũng phải nghiêm. Thế thì gọi là trực hạnh. Trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Trực hạnh là ngay thẳng. Nói chung là nếu mà chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn mà đông rồi là cứ đùa giỡn, cười ầm ĩ lên thì con gọi là trực hạnh không? Thế không gọi là trực hạnh. Mất cái sự trang nghiêm. Mất cái sự trang nghiêm thì sẽ mất cái niềm cung kính. Thế là sẽ không ai có thể khởi lên được cái niềm tin, và không thể khởi lên được cái niềm cung kính. Cho nên là chúng ta đệ tử của Đức Thế Tôn là phải nghiêm tỉnh. Nhưng bây giờ mình đến chùa mình thấy chúng ta ngồi quây quần và đánh bạc thì có hay không? Hay là ngồi thấy chư tăng cầm cốc rô rô uống rượu uống bia thì nó còn hay nữa không? Hay là chư tăng bắt đầu ngồi xem phim, xem bóng đá hô ầm ĩ lên thì có được không? Thì cái trực hạnh là thiệt. Là phải nghiêm túc như vậy. Nhưng trong cái hội chúng, cái thời mà Đức Phật ở trong cái vườn xoài, trong vườn xoài mà có 1.250 vị tỳ kheo,
Và lúc đấy ông vua A Xà Thế ông đến, ông muốn đến để yết kiến Đức Phật. Ông đi vào trong cái vườn xoài đấy, mà khi mà ông ấy được một cái vị y sĩ giới thiệu là Đức Phật và 1250 đệ tử đang ở trong này. Thì bảo ông đi vào, ông đi vào đến nơi thì ông nghi ngờ, ông bảo chắc là cái mình bị lừa rồi, bị vào đây rồi bị mai phục rồi, là chắc là có kẻ địch đang ở trong này mai phục mình. Chứ nếu mà 1250 người ở trong cái khu vườn này thì ông vua A Xà Thế ông nghĩ rằng có lẽ vào đến đầu vườn đã phải nghe thấy tiếng người. Ông nghĩ rằng với cái số lượng người đông như vậy thì cái sự ồn ào phải rất là lớn. Bởi vì ông quen theo cái những cái ồn ào ở bên ngoài. Bên ngoài chỉ cần có 3 người, 3-4 người đã nói chuyện như một cái chợ. Nhưng mà ở trong cái hội chúng tăng mà trang nghiêm thì không có chuyện động. 1.000 người cũng không có tiếng động, 100 người cũng không có cái tiếng động, không có cái tiếng ồn ào, không có cái tiếng huyên náo, không có cái tiếng động về lời nói và những cái tiếng động bằng cả những cái việc làm hay là những cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nó cũng rất là êm, nó cũng rất là yên tĩnh. Thì cái đấy, cái môi trường như vậy, cái không khí như vậy thì nó rất là trang nghiêm, và những cái người nào không có cái tâm nghiêm túc thì lại không chịu được cái áp lực này. Không chịu được cái áp lực ở cái môi trường mà nó tĩnh lặng như vậy. Chính vì thế cho nên là những cái người ta không có cái tâm thiện lành, người ta không đến được chùa. Thì người ta đến ấy, người ta không chịu được cái môi trường nó nghiêm túc quá. Nghiêm túc quá, mà người ta thích đến những cái môi trường nó được cười nói, nó được thoải mái, nó dễ chịu, cho nên là người ta muốn nói, muốn cười, muốn chơi, muốn đi lại cho nó thoải mái, tự do. Còn ở trong cái môi trường mà nó nghiêm túc thì sẽ làm cho những cái người mà người ta không 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 biết tu tập, người ta khó chịu. Vì vậy cho nên gọi là chùa vắng teo, như chùa Bà Đanh là nhiều chùa là hay vắng vẻ là như vậy, ít người đến chùa vì chùa quá trang nghiêm. Niệm ân đức thứ ba, nhà giả Phật Thí Ban Đô và Gà Bó Tô Sa và Cá Sang Gô, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Khi mà tưởng nhớ đến cái ân đức thứ ba này, chánh hạnh, tức là đức chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn có những cái hạnh chân chánh. Chánh có nghĩa là sự thật, chánh có nghĩa là lẽ phải, chánh là chân lý và chánh là chân chánh. Đấy là cái hạnh, có nghĩa là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là đang thực hành những cái điều chân chính, những cái đang nỗ lực thực hành sống theo cái chân lý, theo lẽ phải, theo sự thật. Đó gọi là những cái hạnh chân chánh. Chánh thì nó sẽ đối lập với tà. Vậy thì nó có những cái hạnh, nó là cái hạnh không chân thật, có những cái tà hạnh và có cái chánh hạnh. Thì chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn rèn luyện cho những người đệ tử của mình phải sống chân chánh, phải có những cái hạnh chân chánh, đó là đúng với chân lý, đúng với sự thật. Chánh chứ không phải là cái chánh giả tạm ở thế gian, mà đây là cái chánh phù hợp với chân lý. Ví dụ như là thân chân chánh, như là làm lành lánh giữ. Thân chân chánh tức là giữ gìn những cái uy nghi hay là giới luật, bỏ những cái việc ác, làm những cái việc thiện. Nhưng về thân không có tạo những cái điều tội lỗi nữa. Đó là chân chánh ở nơi thân, chân chánh ở nơi khẩu, nói những cái lời lành, không nói những cái lời dữ. Những cái lời không nói những cái lời tà kiến, những cái lời nói sai lầm. Nói lời lành, không nói lời dữ, và tâm chân chánh, hiểu biết đúng sự thật, không hiểu biết sai, trái và lầm tưởng. Vậy thì người tu đạo đệ tử của Đức Thế Tôn là những cái người có những cái hạnh chân chánh, những cái hạnh thiện này, thì là đấy là đệ tử của Đức Thế Tôn. Ví dụ như là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đi làm những cái việc mà không chân chánh, không chân chánh, ví dụ như làm việc mê tín thì gọi là chánh hạnh nhỉ.
Thì Đức Thế Tôn không có dạy như thế, không có dạy làm những việc ví dụ như là đi cúng bái để cầu an cầu siêu, giống như là một cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp thì cái hạnh đấy, cái hạnh giống như là làm những cái việc là xem ngày xem giờ xem tướng số, thì giống như cái kiểu là xem họa phúc cát khung, nói những cái chuyện quá khứ tương lai, nói cái chuyện may rủi được mất. Thì cái đấy nó là tà hạnh, nó là tà hạnh. Thì những cái tà hạnh đấy thì Đức Thế Tôn không có dạy, không có dạy làm những cái việc tà hạnh, mà dạy ngài Đức Thế Tôn dạy những người đệ tử đó là làm những cái việc chân chánh, đó là sống chánh hạnh. Chánh hạnh, chánh hạnh, tất cả những cái hành động ở nơi thân phải chân chánh, không có tạo những cái tà hạnh. Tất cả những cái hành động ở nơi lời nói đó là nói ra những cái lời chân chánh có lợi ích, chứ không nói ra những cái lời không đúng sự thật. Và tâm chân chánh đó là mình, cái tâm chân chánh ở đây cũng có nghĩa là cái trí tuệ hiểu biết những cái điều mà đáng hiểu, ví dụ như mình học những cái đáng học và mình biết những cái đáng biết, những cái mà nó không có lợi ích thì chẳng không không nên biết những cái không đáng biết. Đấy là để mà hiểu biết đúng với sự thật, hiểu biết sai trái, chứ không có hiểu biết những cái điều sai trái nầm tưởng, thì đó là cái tâm chân chánh hay là có cái trí tuệ chân chánh. Thì đấy là chánh hạnh, là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn thì đang tu tập, những người đang tu tập về giới định tuệ, đấy là những cái điều đang thực hành những cái điều chánh hạnh. Càng ngày càng giác ngộ ra chân lý, giác ngộ ra sự thật. Vậy thì khi mà tưởng nhớ đến cái ân đức thứ ba, đó là chánh hạnh, là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, thì mình tưởng nhớ là chúng tăng là những cái người đang thực hành những cái điều chân chánh, đang thực hành những cái hạnh chân chánh. Niệm ân đức thứ tư, Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi, đó là ứng lý hạnh, là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Ứng lý hạnh có nghĩa là ứng lý là nhập đạo, thể nhập với đạo lý giải thoát. Ứng lý là chứng đạo, sáng tỏ con đường giải thoát. Ứng lý là ngộ đạo, giác ngộ chân lý giải thoát. Ứng lý là đắc đạo, đạt được con đường giải thoát. Vậy ứng lý hạnh có nghĩa là người có những cái hạnh ni trần tục, thoát ni ra khỏi trần tục, đó là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Ứng lý hạnh là tức là cái người mà đang đi vào cái con đường giải thoát, đó là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Mỗi khi mình tưởng nhớ đến chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn thì mình phải tác ý chúng tăng này là những cái người đang đi trên con đường giải thoát, đang đi trên con đường giải thoát. Thì đấy được gọi là ứng lý, là người đã nhập đạo, người đã nhập đạo, thể nhập với đạo, chứng đạo, ngộ đạo, đắc đạo. Đây gọi là ứng lý hạnh. Mình cứ tưởng nhớ như vậy, thế là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì khi mình thấy chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, cái cuộc sống của chúng tăng nó có khác với cuộc sống ở đời thường không? Nó khác rất là nhiều, khác rất là nhiều. Tại sao đời thường thì thế này mà sao chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn thì sao chúng tăng thì sống lại khác thế? Khác về cái gì? Khác về hình tướng chẳng hạn. Người ta thì mặc đủ các cái mốt thời trang này, chúng tăng thì lại mặc những cái tấm vải vuông, áo cà sa, không được mặc quần áo như người bình thường. Hình tướng trên đầu thì người ta để tóc đủ các kiểu mốt tóc, còn chúng tăng thì lại phải cạo đầu. Nó khác về nhiều thứ, về cái đời sống sinh hoạt mà. Sống sinh hoạt mọi người thì có, mỗi người thì phải cố gắng có một cái nghề nghiệp gì đó để làm ăn sinh sống, còn chúng tăng thì lại sống
đó là tu tập, chuyên tu, chuyên tu rồi là cái đời sống giống như là đi khất thực là chính, là sống dựa vào cái sự khất thực xin ăn. Ê, thì hoàn toàn là cái con hai cái đường đường đời và đường đạo nó khác nhau. Ở thế gian thì mong cầu những cái điều như những cái phước báo như là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Còn chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn thì mong cầu cái đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Thế là cái điều mà mong cầu. Bởi vì chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn sống để thể nhập với đạo, mục đích là chứng đắc đạo, ngộ đạo và thoát đi ra khỏi cái đời sống trần tục. Đó là chứng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Vậy thì khi mà thoát ni ra khỏi đời sống trần tục của Đức Thế Tôn, tức là có bốn đôi tám chúng: dự ni đạo, dự ni quả, nhất nai đạo, nhất nai quả, bất nai đạo, bất nai quả, a la hán đạo và a la hán quả. Vậy ứng ni hạnh cũng có nghĩa là những bậc đã chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, hoặc những cái bậc đang nỗ lực thực tu hành để chứng đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Vậy thì đấy là ứng ni đạo. Vậy thì có nghĩa là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn mục đích đi tu là để làm gì? Mục đích ví dụ như là khi mình gặp chúng tăng mà cái người mà mình không biết, chưa từng được biết thì mình sẽ hỏi mục đích các vị đi tu trở thành những vị tăng này để làm gì, thì các vị sẽ phải biết được cái mục đích của mình. Cái vị đấy phải biết được mục đích của mình đi tu là để làm gì, mình là để chứng đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Mục đích là như thế. Tất cả những cái cuộc sống hàng ngày, cái mục đích các vị giữ giới một cách nghiêm mật như thế này, thực hành cái pháp khổ hạnh như thế này để làm gì, mục đích sống trong cái đời sống tu hành khổ hạnh này để làm gì, là để thành tựu được cái đạo giải thoát. Đạo giải thoát là bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Mục đích hành thiền là để làm gì, là để thành tựu được bốn thánh đạo, bốn thánh quả giải thoát này. Thì đấy, thì tất cả những cái hành động của chúng ta là như thế. Chỉ có cái mục đích đó là hướng đến thành tựu bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Đó là cái con đường, đó là cái chân lý, hay là đó là cái mục tiêu cuối cùng của một vị tăng, của chúng tăng, của tất cả những cái người đệ tử của Đức Thế Tôn, của tất cả chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Vậy thì tưởng nhớ đến cái ân đức thứ tư này, ứng ni hạnh, là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, có nghĩa là tất cả những cái hành, tất cả các cái hành động của chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, đó là hướng đến cái sự thành tựu bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Mục tiêu cuối cùng là như thế, chỉ đạt được bốn thánh đạo và bốn thánh quả thì lúc đấy coi như là đã thành tựu được cái ước nguyện của mình. Có những người đã thành tựu nhưng có những người chưa thành tựu. Có những người đã thành tựu được sơ đạo sơ quả nhưng có những người đang cố gắng để thành tựu được sơ đạo sơ quả. Có những người thì đang hướng đến nhị đạo nhị quả, có người đang hướng đến tam đạo tam quả, có những người đang hướng đến tứ đạo tứ quả. Nhưng mà có người thì nói là bảo, mục đích các vị đi tu để làm gì? Mục đích tôi đi tu là để được ở ngôi chùa nó to. Mục đích đi tu là để cho nó nhàn, đỡ phải làm gì. Mục đích vậy thì có đúng ứng lý hạnh không? Mục đích tôi đi tu để được mọi người cung kính. Mục đích đi tu là để được nổi tiếng. Mục đích đi tu là để mỗi người có một cái mục đích. Nhưng mà những cái mục đích, nếu mà cái người nào mà có ngoài cái mục đích này, ngoài cái mục đích thành tựu được bốn thánh đạo, bốn thánh quả này, thì cái người đấy không có đúng cái hạnh của chúng ta. Tức là cái vị đó đã thực hành sai hạnh, sai cái hạnh của một vị tăng. Còn nếu mà thực hành đúng cái hạnh của các vị tăng là chỉ hướng đến bốn thánh đạo và bốn thánh quả.
Vậy thì bây giờ mình có muốn biết là một cái vị tăng đấy là người như thế nào, thì bây giờ mình kiểm tra cái vị đấy bằng cách này, mình trắc nghiệm. Trắc nghiệm bằng cách nào vậy? Thì mình sẽ hỏi mục đích của thầy đi tu là để làm gì. Mai gặp ai cũng hỏi vậy, mục đích thầy đi tu để làm gì, mục đích gặp vị tăng nào cũng hỏi như thế, để xem là vị đó sẽ trả lời xem là nó có đúng với ứng lý hạnh, đúng với lời dạy của Đức Phật không. Ứng lý, lý có nghĩa là theo đúng cái thuận, ứng cũng có nghĩa là thuận, thuận theo giáo lý, thuận theo những cái lời giáo huấn. Lý có nghĩa là những cái lời giáo huấn, là những cái người thuận theo, hay là những cái người thực hành theo, hay là những người tuân thủ theo những cái lời dạy của Đức Phật. Thì đấy cũng được gọi là ứng lý, tuân thủ theo, thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, làm đúng theo lời dạy của Đức Phật. Thì đấy gọi là ứng lý, tức có nghĩa là vị đó, một những cái vị tăng đó hướng đến thành tựu bốn thánh đạo và bốn thánh quả, thì đó là ứng lý hạnh. Ân đức thứ năm, ân đức thứ năm, a hú nay yo, có nghĩa chúng tăng đáng được cung kính. Cái ân đức này có nghĩa đáng được cung kính, có nghĩa là chư thánh tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cung kính. Chư thánh tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cung kính. Đệ tử mình thấy Phật thì mình rất là cung kính Phật, thì rất là cung kính. Pháp cũng rất là đáng kính, nhưng mà tăng thì có đáng kính không? Tăng có đáng để mình kính không? Đáng được cung kính. Vậy chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cung kính. Vậy thì cái sự thể hiện bằng cái sự cung kính là làm sao? Khi mình kính Phật thì mình làm sao? Mình chắp tay lễ bái, lễ bái Phật. Nhưng mà mình có chắp tay lễ bái tăng không? Cũng phải chắp tay lễ bái chư tăng, đáng chư tăng cũng đáng được cung kính, đáng được cung kính như vậy. Vì chư tăng là những bậc thuần thiện, có giới hạnh thanh tịnh, không cố ý làm việc ác, tinh tấn thể nhập trong thiện nghiệp, cho nên chư tăng đáng được cung kính. Có tâm thanh tịnh, không cố ý khởi lên tham sân si, tinh tấn thể nhập trong thiền định. Có trí thanh tịnh, không cố ý thấy biết những điều sai trái, tinh tấn thể nhập với sự thật, tinh tấn thể nhập với trí tuệ. Vì có giới, có định, có tuệ, có giải thoát chi kiến, thì đấy là đáng được cung kính. Thì Đức Phật như thế nào mà đáng được cung kính? Đức Phật có cái ân đức của Đức Phật đây, A-la-hăng, Đức Thế Tôn là bậc đáng được cung kính cúng dường. A-la-hăng vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não và các tiền phiền tật và các cái tật xấu, cho nên ngài xứng đáng được cung kính cúng dường. Vậy còn vì chúng tăng đã đoạn trừ hết phiền não chưa? Chúng tăng thì đã đoạn trừ hết phiền não chưa? Chưa chắc. Chúng tăng thì lại khác. Đức Phật thì tuyệt đối, đó là Đức Phật đã là Phật rồi thì không còn phiền não nữa, tuyệt đối là một bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, cho nên xứng đáng được cung kính cúng dường. Còn chúng tăng thì làm sao? Chúng tăng thì đang nỗ lực đoạn trừ phiền não. Có những người đã đoạn trừ phiền não, có những người đang đoạn trừ phiền não, có những người sẽ đoạn trừ phiền não, cho nên là chưa tuyệt đối. Chúng tăng thì chưa tuyệt đối, còn Phật thì tuyệt đối, cho nên là mình có cái tâm cung kính với Phật là tuyệt đối. Nhưng mà chúng tăng thì chưa tuyệt đối, có thể là vẫn còn phiền não. Vì Đức Phật đoạn trừ hết phiền não và các tiền khiên tật, tức là tất cả những cái tật xấu ở trong quá khứ cũng hết. Nhưng mà một vị tăng thì không hết được. Có thể hết phiền não một vị A-la-hán, một vị tăng mà tu chứng đến A-la-hán thì hết phiền não, nhưng vẫn không hết được các tật xấu. Đó là vẫn còn có những cái, vẫn còn có một số những cái thói quen, những cái tập khí ở trong các cái kiếp quá khứ nó vẫn còn ảnh hưởng. Cho nên là những cái hạnh của chư tăng nó không thể nào cao thượng bằng hạnh của vị Phật được. Nhưng mà lúc này thì mình phải tác ý, vì chư thánh tăng làm những cái bậc
đang hướng đến những điều thiện, có giới thanh tịnh. Thế là vị đó luôn luôn là cố gắng giữ giới, cố gắng hành thiền định và cố gắng hành thiền tuệ. Có những người đã đoạn trừ tham sân si, có những người đang nỗ lực đoạn trừ tham sân si, như vậy cũng đáng được cung kính. Vì chư thánh tăng là những bậc hiếm có ở trên đời. Vì chư tăng không phải là ví dụ, trong số rất nhiều người mới có ít người biết đến đạo. Trong số nhiều người biết đến đạo mới có những một ít người học đạo. Trong số nhiều người học đạo mới có một ít người hành đạo. Trong số nhiều người hành đạo mới có ít người chứng đạo. Vì vậy chư tăng đáng được cung kính. Những cái lời, những cái điều mà Đức Phật dạy thì nó có đúng với sự thật không? Rất đúng với sự thật mà. Nó có cao siêu, cao thượng không? Nó rất là cao thượng này. Nhưng mà có phải ai cũng làm được không? Rất ít người làm được. Có phải ai cũng dám làm không? Ai cũng dám thực hành theo lời Đức Phật không? Rất ít người dám thực hành theo. Đức Phật bảo từ bỏ cái cuộc sống thế gian đi. Vì đời sống ở tại gia rất là nhiều những cái oan trái, nhiều những cái phiền muội. Người từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mình biết rằng như vậy thì Đức Phật dạy vậy có đúng không? Có đúng, nhưng mà mình có làm được không? Rất ít người làm được. Rất ít người làm được. Vậy thì cái người nào mà đã mà dám từ bỏ cái đời sống thế tục rồi, đấy cũng là một việc khó rồi. Từ bỏ được đời sống thế tục cũng là một việc khó. Vậy thì để mà trở thành một vị tăng cũng là một cái việc làm hiếm có. Đó cũng là một cái điều đáng được cung kính. Thì chúng tăng đáng được cung kính. Niệm ân đức thứ sáu, các ngài đáng được tôn trọng, chúng tăng đáng được tôn trọng. Bà Hú Nây Dô, người niệm ân đức này, Bà Hú Nây Dô, Bà Hú Nây Dô, tức là chúng tăng đáng được tôn trọng, các ngài xứng đáng được tôn trọng, các ngài xứng đáng được tôn trọng. Cung kính với tôn trọng thì nó khác nhau cái gì? Cung kính, còn một bên là tôn trọng. Đáng được cung kính và đáng được tôn trọng. Cung kính thì nó thể hiện ra ở trong cái tâm của mình. Ví dụ mình kính ai, mình cung kính ai thì có thể là mình không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm cung kính. Nhưng mà tôn trọng thì nó giống như nó thể hiện ra bằng cái hình thức như xã giao ra bên ngoài. Tôn trọng, ví dụ như là bây giờ mình tôn trọng ai thì là mình sẽ nói chuyện với người đấy bằng những cái lời nói nó có cái sự khiêm tốn. Ví dụ thưa ngài, kính thưa ngài. Ví dụ còn cái người mà mình không tôn trọng thì mình có dùng cái từ kính thưa không? Ví dụ mình khi mà mình nói chuyện với một cái người mà đáng cung kính thì mình phải lựa chọn những cái từ, những cái lời nói nó nghe nó có cái sự tôn trọng. Bởi vì vậy thì có kính thì mới có trọng à. Không kính thì thấy không trọng. Cung kính thì nó ở trong lòng, nhưng mà tôn trọng thì nó thể hiện ra bên ngoài. Như vậy mình cung kính Phật thì mình mà gặp Phật thì mình sẽ tôn trọng Phật. Tôn trọng Phật là bằng cái cách nào? Đó là mình sẽ mời Đức Phật ngồi ở trên cao, mình ngồi ở cái chỗ thấp hơn. Đấy là thể hiện cái sự kính trọng. Ví dụ như là khi mà đi thì phải Đức Phật đi trước, mình đi sau. Đấy là thể hiện ra sự kính trọng. Thế giờ mình cung kính chư tăng cũng thế, kính. Thì trong lòng mình có kính thì mình mới thể hiện ra cái trọng. Nhưng mà trong lòng mình không kính, mình có thể hiện ra cái trọng được không? Vẫn thể hiện được, nhưng mà thể hiện bằng cái sự giả vờ ấy. Giả vờ tôn trọng thôi, nhưng mà không có trọng thật. Nhưng mà cái này là trọng, nó phải đi với kính. Kính và kính rồi mới trọng thì nó mới thật lòng. Các ngài xứng đáng được tôn trọng vì các ngài là những bậc có giới đức, có đạo hạnh lớn, làm được những việc khó nào, giữ giới cao thượng, không làm những việc lỗi lầm,
giữ tâm cao thượng không đắm nhiễm trần tục, trí tuệ cao thượng hiểu rõ về con đường đi đến giải thoát khổ đau. Vì vậy cho nên rằng là khi mà gặp mà chúng tăng thì mình có nhìn vào tuổi tác, nhìn vào tuổi tác mà cái vị này đáng là con ta, cái vị này đáng bằng cháu ta thì ta gọi là con, ta gọi là cháu. Thì đến ở bên ngoài thì người ta sẽ nhìn như thế. Nhưng mà đối với chúng tăng thì mình lại không được nhìn vào tuổi tác, mình lại phải nhìn vào giới hạnh. Vị này là tỳ kheo, vị này là sa di, vị này mới là cái người đang tập sự tu tập. Thì mình có thể nhìn vào cái đấy để mình kính trọng. Vị này là cái người đã đi xuất gia lâu năm, xuất gia gọi là niên cao nạp trưởng, thì cái vị này đáng được kính trọng. Cái vị này mới xuất gia, cái vị này, cho nên là mình kính trọng những bậc trưởng lão. Trước tiên là mình kính trọng những bậc trưởng lão và kính trọng những người có giới đức. Vị này đi xuất gia có giới đức đáng được kính trọng. Vị này đi xuất gia nhưng mà giới đức kém thì cái lòng kính trọng nó thấp hơn một chút. Vị này mới tập sự xuất gia, mới còn là sa di thì cái sự kính trọng nó khác. Vậy thì cái sự kính trọng nó có cái sự cân nhắc. Hay là bây giờ mình nghĩ là thôi ai đi xuất gia thì cũng như ai, mình cứ kính hết, miễn là cái người đấy cứ như chọc đầu mặc áo nâu này cứ kính thì có được không? Thì cũng là chữ tăng, cứ ai cũng kính ai cũng trọng. Tức là cái với cái sự kính trọng thì mình có thể kính trọng được, nhưng mà với cái sự mà với cái niềm tin thì lại phải có cái niềm tin ấy, thì lại cần phải có sự chọn lọc. Ví dụ như vị này có chánh trí, vị này không có chánh trí, vị này là những cái người có trí tuệ, vị này là cái người không có trí tuệ thì nó lại khác. Ví dụ mình niềm tin vị có những cái khi mà mình học, nhất là học pháp hay là những cái pháp mà để pháp học pháp hành chẳng hạn, thì mình lại phải lựa chọn. Còn trong cái sự mà cung kính tôn trọng hoặc là cúng dường thì mình có thể chung tất cả chúng tăng đều đáng được kính trọng như vậy. Nhưng mà khi mà mình học pháp thì mình lại phải lựa chọn các cái vị nào đáng để học pháp thì nó lại khác. Chúng tăng đáng được tôn trọng vì các ngài đã từ bỏ cuộc sống dục lạc ở thế gian để xuất gia tu học và giữ gìn kho báu chánh pháp tồn tại lâu dài, nên các ngài đáng được tôn trọng. Vậy thì mình cứ tác ý như vậy, tác ý làm sao để mình khởi được cái tâm cung kính và tôn trọng đối với chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Có một hôm mà Đức Phật đã, chính Đức Phật cũng tán thán chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, đây là cái hội chúng chư tăng là một cái hội chúng khó tìm được ở trên đời. Hội chúng chư tăng rất khó tìm được ở trên đời, vì trong cái hội chúng này có những người đã đoạn trừ hết phiền não, là trong cái hội chúng chư tăng đã có những người đã sạch hết tham sân si, đoạn trừ hết phiền não. Trong hội chúng này có những người đã chứng được quả bất na, trong hội chúng này có những người chứng được quả nhất na, trong cái hội chúng này có những người là bậc dự niu, trong hội chúng này có những người đang chứng được các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trong hội chúng này có những cái người đang giữ giới hạnh thanh tịnh, hướng đến chứng đắc đạo quả ở tương lai. Vì vậy trong hội chúng này thì tương lai có những người sẽ chứng đắc niết bàn, hội chúng chư tăng có những người tương lai sẽ hóa sinh về các cái cõi phạm thiên, có những người trong tương lai sẽ sinh về các cái cõi thiên giới, có những người trong tương lai sẽ sinh về các cái cõi này. Vì vậy cho nên là hội chúng chư tăng là những cái hội chúng khó tìm được ở trên đời. Vì vậy cho nên là chúng tăng đáng được tôn trọng, thì mình tác ý như vậy thì mình sẽ tôn trọng được tất cả chúng tăng.
Nhưng mà bây giờ mình đến một cái hội chúng tăng rất là đông, mình có biết được đây là vị này là A-la-hán, vị này là dự niu, vị này là nhất lai, vị này là bất lai không? Mình có biết được không? Mình sẽ không biết được. Thì mình có được hỏi không? Thưa ngài, ngài là gì ạ? Ngài có phải là A-la-hán không ạ? Ngài phải là dự niu, nhất lai, bất lai không ạ? Có được hỏi vậy không? Mình cũng không được hỏi vậy. Bởi vì các những cái pháp đấy là các vị chư tăng không được nói. Nếu như các vị đấy có là A-la-hán, vị đó cũng sẽ không nói. Nếu như mình có hỏi là ngài có phải A-la-hán không, thì vị đó có là A-la-hán, vị đó một là im lặng, hai là vị đó sẽ lắc đầu. Hoặc là mình có hỏi đến cái gì có thể là vị đó sẽ im lặng hoặc lắc đầu, chứ không bao giờ vị đó gật đầu. Ngài là A-la-hán không, vị đó gật đầu một cái, có tin không? Chưa chắc. Nếu mà vị đó là A-la-hán thật, vị đó sẽ không gật đầu. Còn nếu vị đó mà gật đầu thì mình phải nghi ngay. Vì vậy cho nên bây giờ có một cái vị nào cứ rêu rào là tôi là A-la-hán này, tôi là A-la-hán này, thì mình có tin không? Mình sẽ không tin. Vì vậy cho nên, vậy thì làm sao mà mình cung kính, mình biết chọn lọc ai để cung kính, chọn lọc ai? Thì có nghĩa là khi mà mình trong cái lúc mình niệm đến ân Đức Tăng thì mình sẽ chỉ có hướng tâm đến một cái hội chúng chư tăng, và mình chỉ tác ý trong này có những cái bậc đã đoạn trừ phiền não, có những bậc đang nỗ lực đoạn trừ phiền não, và cứ như vậy để mình khởi lên cái tâm gọi là chúng tăng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. Mình chỉ cần khởi tâm như vậy thôi. Vậy thì trong đấy sẽ có cả những vị là thánh tăng, có cả những vị là phàm tăng. Vậy thì nếu như những cái vị tăng mà không có diệu hạnh, không có trực hạnh, không có chánh hạnh, không có ứng lý hạnh, tức là có những cái vị tăng mà không có những cái hạnh thiện này, ví dụ như là vị đó vẫn không có những cái hạnh thiện này, ví dụ ở nơi thân vị đó vẫn làm những cái việc như là sát sinh. Có nhìn thấy vị tăng là sát sinh bao giờ chưa? Câu cá bao giờ chưa? Giết gà hay là vẫn làm những cái việc làm như người thế tục, vẫn đi buôn bán, vẫn đi làm cái nghề nghiệp để kiếm tiền, vẫn có cái tâm tham, vẫn có cái tâm sân si, rồi là làm những cái việc mê tín tà kiến, nói ra những cái lời nói thì sân, cãi nhau, chửi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Vậy thì cái đấy nó không có diệu hạnh. Vậy thì chúng tăng không có diệu hạnh này, không có trực hạnh. Không có trực hạnh đó là không ngay thẳng, vẫn đùa giỡn này, vẫn cười cười thì vẫn nô đùa, vẫn nghịch ngợm. Đấy là không có trực hạnh. Không có chánh hạnh đó là vẫn làm những cái việc mê tín, vẫn làm những cái việc như là xem ngày giờ tốt xấu, cúng bái, là xem họa phúc ca thung, tức là làm những cái việc tà kiến, gieo rắc những cái mê tín ở trong trần gian, thì không có những cái hạnh thiện này, không có cái hạnh ngay thẳng này, không có cái hạnh chân chánh này. Và khi mà hỏi đi tu để làm gì thì đó là không có cái mục đích, đó là hướng đến giải thoát, không có mục đích hướng đến giải thoát, mà lại có cái mục đích đó là hướng đến cái sự gọi là giống như là cái kế, giống như là đi làm ăn ấy, giống như là một cái nghề nghiệp để đi làm ăn, làm cho có nhiều tiền, giàu có, nổi tiếng nữa kia. Thế thì không có những cái hạnh đấy thì có đáng được cung kính, có đáng được tôn trọng không? Kính hết, trọng hết này. Kính trọng hết. Thế thì mình phải làm sao? Nếu mà gặp những cái vị chư tăng mà nó lại không có những cái hạnh không đúng, tức là không đúng với hạnh của chúng tăng, cái hạnh mà không đúng với hạnh của chúng tăng, thì mình phải tránh xa, đúng không? Tránh xa, nhưng không thân cận và nên tránh xa. Nhưng mà còn khi mà mình đến có những cái hội chúng chư tăng cũng rất là thanh tịnh và mình rất là hoan hỉ, nhưng mà mình thân cận, nhưng mà càng thân cận rồi mình lại thấy ra được những cái nỗi ở trong đấy thì sao?
càng thân cận mà. Lúc đầu thì tưởng là tốt đẹp, nhưng mà khi mà thân cận rồi mình mới quan sát mình vẫn thấy vẫn có những cái nỗi lầm, vẫn có những nỗi lầm, thì lúc đấy thì nó sinh ra làm sao? Nó sẽ sinh ra thất vọng. Vì vậy cho nên là ngày xưa có một cái vị sư này, cái lúc mà còn trẻ vị đó cũng đi xuất gia, cũng đi xuất gia mà. Sau đó vị đó lại hoàn tục và vị đó về sống đời sống tại gia, và sau này vị đó làm cư sĩ Phật tử, và sau này vị đó sinh ra những đứa con, thì những đứa con nó cũng rất là ngưỡng mộ Phật pháp, hàng ngày nó rất là siêng năng chăm chỉ đến chùa, và nó cũng rất là cung kính chư tăng, rất là muốn thân cận để hộ độ, để là cúng dường nghe pháp. Thì lúc đấy cái ông cha ông ấy dạy con đó là: con bây giờ thân cận chư tăng ấy, thì con phải giống như là cái người đi xem xiếc. Đi xem xiếc ấy, nếu mà đi xem xiếc mà ngồi gần quá, ngồi xa quá thì sẽ không thấy được cái hay. Mà ngồi gần quá thì mình sẽ thấy ra nhiều cái dở. Vì vậy con chỉ có ở cái mức độ vừa vừa, cái mức trung bình ấy. Không quá xa mà không quá gần thì là sẽ tốt đẹp nhất, thì con sẽ giữ được cái niềm tin lâu nhất. Nếu mà xa lánh quá thì mình sẽ không nghe được Phật pháp, sẽ không tiếp cận, không nghe giảng Phật pháp, mình sẽ không hiểu được giáo pháp và không tiến bộ trên cái sự tu tập được. Nếu mà gần quá thì sẽ sinh ra cái soi mói, từng những cái nỗi lầm nhỏ mình cũng nhìn thấy, thì nó sẽ sinh ra cái hoài nghi. Vì vậy cho nên là ở cái mức vừa vừa, cái mức trung bình thì là sẽ không ở cái mức vừa vừa vậy là được, không nhất thiết là phải quá xa, cũng không được quá gần. Chúng ta đáng được tôn trọng. Niệm đến ân đức thứ bảy Đắc Khí Ni Vô, các ngài xứng đáng được cúng dường. Tại sao chúng ta lại đáng được cúng dường? Vì muốn từ bỏ những cái vô minh phiền não, từ bỏ cái sinh tử khổ đau, thì phải từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân và từ bỏ sự nghiệp ở thế gian. Thì cái mục đích của các vị chúng tăng đi tu là để đoạn trừ các vô minh, tham ái, phiền não, tham sân si. Thì để mà giải thoát khỏi cái khổ đau sinh tử thì vị đó phải từ bỏ, phải tránh xa cả gia đình, tức là xa người thân, từ bỏ gia đình. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ những người thân, từ bỏ cả sự nghiệp thế gian rồi. Bây giờ người ta từ bỏ hết rồi thì người ta nương tựa vào ai? Từ bỏ hết rồi, không? Bây giờ mình ở thế gian thì mình nương tựa gia đình, nương tựa người thân, nương tựa vào cái nghề nghiệp của mình. Thì mình sinh sống nhờ cái đấy thôi. Nhưng mà cái người còn trẻ, người ta chưa có nghề nghiệp thì người ta có gia đình nuôi dưỡng, người thân người ta nuôi dưỡng. Lớn lên người ta có sự nghiệp rồi thì người ta nuôi dưỡng những người thân. Còn người đi tu rồi có hai cái nương tựa quan trọng nhất thì bỏ đi rồi, thì nương tựa vào ai? Thì lại phải nương tựa vào những người Phật tử. Thì lại phải nương tựa vào người Phật tử. Vì vậy cho nên người vị đó cần phải có cái sự thọ nhận, sự cúng dường của Phật tử, xứng đáng được cúng dường. Cho nên là các Phật tử phải cúng dường đến chúng tăng, cúng dường. Nên chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng thọ nhận bốn thứ cần dùng: trú xứ, tức là phải có chỗ ở, y phục phải có áo để mặc, có vật thực, có thức ăn, có dược phẩm, thuốc chữa bệnh, để chuyên tâm tu giới định tuệ và để hóa duyên lành với chúng sinh. Thì chúng tăng là vậy, phải có cái trú xứ. Trú xứ thì chỉ cần cái cuti bé ti thôi, không cần to, có cái che nắng che mưa, có y phục áo cà sa, cho nên hàng năm phải có lễ dâng y đấy. Lễ dâng y khi mà vào hạ với ra hạ có lễ dâng y cúng dường. Vật thực là thức ăn ấy, gọi là cúng dường trai tăng ấy. Phải có cúng dường trai tăng hàng ngày là vật thực. Dược phẩm là khi bệnh thì phải có thuốc chữa bệnh. Đấy là những cái mà chúng tăng thường thọ dụng hàng ngày, thọ dụng hàng ngày. Thì những người cư sĩ là những người Phật tử tại gia là phải cúng dường bốn cái này. Nếu mà vị nào chưa có chỗ ở thì những người cư sĩ là phải lo cho vị đó có chỗ ở, phải lo cho vị đó có áo để mặc, phải có cơm để ăn và có thuốc để chữa bệnh.
Đấy là bốn cái vật dụng mà cái một cái vị chư tăng là phải sống suốt đời. Suốt đời là những cái người ăn xin mấy cái này. Thì không có nghề nghiệp, không có người thân cấp dưỡng nữa. Nhưng mà bây giờ có những vị chư tăng bảo: thôi tôi chẳng cần phải nhờ ai hết, tự tôi no, tôi làm chỗ ở, tôi may áo tôi mặc, rồi là tôi tự trồng cấy tôi ăn, tôi tự kiếm thuốc chữa bệnh cho tôi chẳng cần nhờ ai hết. Thì cái vị như vậy có tự tại không? Có đúng không? Có được không? Có được phép vậy không? Lại cũng không được phép như vậy. Lại cũng không được phép, bởi vì một vị chư tăng là khi mà đi xuất gia trở thành một vị tăng, cái là vị đó phải buông xả hết. Phải buông xả hết, tức là dù vị đó có cái gì thì vị đó cũng phải buông xả hết. Vì đó không được tích trữ cái gì, không được chấp giữ cái gì cho mình nữa. Và vị đó phải chấp nhận một cái đời sống. Một vị chư tăng phải chấp nhận một cái đời sống, đó là cái đời sống suốt đời dựa vào cái sự hảo tâm bố thí của những người cư sĩ Phật tử. Chứ vị đó cũng không được nói là: trước kia tôi đi làm tôi có rất là nhiều của cải, bây giờ tôi tích lũy lại và tôi tự tự no cho cuộc sống của tôi vừa tu tập rồi là tôi vừa no cho cuộc sống bằng những cái của cải của chính tôi. Thì vị đó cũng không được như vậy. Vị đó còn tích chữ, cái tích chữ là một cái tâm nó sẽ sinh ra phiền não tham sân si và nó sinh ra dính mắc, vị đó sẽ không thể giải thoát được. Nếu như vị đó có cái tích chữ thì vị đó không giải thoát, vị đó có tu mà nó tâm nó không an. Ví dụ mình đang lúc nào mình cũng no là mình còn mấy cái căn nhà, mình còn mấy cây vàng, mình còn bao nhiêu tiền gửi ở chỗ này, gửi ở chỗ kia. Cái tâm nó cứ no nắng cái chỗ đấy là vị đó hành thiền nó không có nhập định được. Cho nên là vị đó phải buông xả. Khi đi xuất gia cái là phải buông xả hết. Buông xả, nếu như vị đó có tài sản nhà cửa vị đó cũng buông xả hết. Buông xả cho ai được? Cho người thân được. Nhưng không có người thân thì cho thiên hạ được hết. Buông xả mà cả tất cả những người thân ấy. Còn sau đó người thân lại hộ độ cho vị đó thì được. Ví dụ như là có những cái người thân quyến, bà con thân quyến bảo là: thôi cứ đi tu đi rồi sau này cần cái gì thì tôi sẽ hộ độ cho cái đấy, thì cái đấy thì được. Hoặc là có người khác, có một cái người thí chủ nào đấy bảo: thưa thầy, thầy cứ đi tu tập và trong bốn cái món vật dụng thầy cần cái gì thì thầy cứ nói thì con sẽ xin hộ độ. Thì cái vị đấy được phép yêu cầu, khi nào thiếu cái gì thì vị đó được yêu cầu những cái người thí chủ đấy. Người thí chủ mà xin là con xin hộ độ, ví dụ nói là con cứ lúc nào thầy không có chỗ ở thì thầy cứ nói con thì con sẽ hộ độ về chỗ ở. Thì lúc nào vị đó thiếu chỗ ở thì vị đó sẽ nói với vị thí chủ đấy. Hoặc là có thí chủ nói là cứ lúc nào thầy cần về y thì thầy nói thì vị đó sẽ được yêu cầu y. Hoặc là có thí chủ nói cứ lúc nào thầy cần vật thực thì thầy yêu cầu. Hoặc là có thí chủ thì nói là cứ lúc nào thầy cần thuốc chữa bệnh thì thầy cứ nói thì con sẽ hộ độ. Thì cái lúc đấy thì cái vị tỳ kheo đó được phép khi nào cần thiếu cái gì thì vị đó được nói, còn bình thường là vị đó không được nói. Vị đó chỉ có nặng nẽ đi xin ai cho thì dùng, không cho thì cũng không được yêu cầu là phải cho tôi. Ví dụ đến cái chỗ này mà các tôi đến đây mọi người phải lo cho tôi chỗ ở, lo cho tôi thức ăn, lo cho tôi y phục. Vì nó không có cái quyền yêu cầu vậy. Nhưng mà chỉ khi nào có cái người nói, có cái lời thỉnh mời thì vị đó mới được yêu cầu. Chúng tăng thệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng được cúng dường. Được cúng dường. Còn đây này, cái ân đức thứ 8. Chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng được chắp tay. Xứng đáng được chắp tay thỉnh mời. Chắp tay có nghĩa là như là một cái người gặp chư tăng mình chắp tay để mình chào. Ví dụ chào chư tăng là mình chắp tay. Hoặc là khi mà mình muốn chư tăng làm cái gì đó mình phải thỉnh mời.
như là mình phải mời, ví dụ như mình muốn cúng dường cái gì đó mình cũng phải thỉnh mời, ví dụ như là mình cúng dường cái gì đó mình phải dâng lên đến tận tay cái vị đó nhận thỉnh mời, hay là mình muốn cái vị đó làm một cái việc gì đó mình phải thỉnh mời. Thỉnh mời tức là có nghĩa là vị chư tăng đó giống như là một cái người, một cái người khách, vì chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là khách quý, khách quý không phải kiếp nào, tức là có nghĩa là lúc nào mình cũng phải có một cái sự tôn trọng, chứ mình không được nói là ổn bây giờ lúc trước nã sau quen, lúc đầu thì khách sáo còn gọi là thầy thầy con, bây giờ quen nhau rồi bá vai này, bắt tay này, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì là không có được, thì lúc nào nó cũng phải thế, lúc nào cũng phải như là một người khách, tức là giữa một chúng tăng, chúng tăng thì lúc nào cũng phải là một cái, lúc nào cũng phải là một cái người khách như vậy, chứ mình không phải là lúc lúc quen rồi thì trở nên dễ dãi, thì cũng trở nên thoải mái thì cũng không được, vẫn phải giữ đúng, giữ đúng một theo một cái luật trang nghiêm, chúng ta lại là khách quý. Cho nên là khi mà trong một cái, có một cái công việc gì đấy, có một cái hội chúng đông gì đấy, thì khi mà mình mời rất nhiều khách đến nhà, mời khách đến nhà thì mình sẽ ưu tiên cho cái khách gì trước. Ví dụ như là khách đến nhà này có cả những cái vị lớn tuổi này, có những cái người thì người ta làm quan chức này, có những người nổi tiếng này, và có cả những vị tỳ kheo ở đấy. Thì lúc đấy thì mình sẽ chú trọng đến cái vị khách này, thì ai là khách quý trong trong cái ngày mà nhà mình có đông khách đến dự như vậy, thì hôm đấy ai ai sẽ là cái người khách quý, mình sẽ trân trọng cái khách nào trước, khách nào mình sẽ cho nên cái ngồi ở cái chỗ quan trọng nhất. Thì mình khi mà có một cái đi thì mình sẽ mời đi trước là những cái khách này, thì chúng tăng sẽ phải là cái khách quý, là một cái khách đấy nó phải phải đi trước, phải ngồi trên. Vì chúng tăng đang trên đường đi đến Niết Bàn, không nên có cơ hội gặp lại ở tương lai. Vậy thì chúng tăng là khách quý là như vậy, lúc nào cũng là cái vị khách. Còn những cái người khách khác thì mình sẽ còn gặp lại nhiều. Ví dụ thân bằng quyến thuộc nhà mình, ông bà cha mẹ mình thì sinh ra đời nào kiếp nào cũng có mà. Sinh ra đời nào kiếp nào mình cũng có ông bà cha mẹ, có thân bằng quyến thuộc, có người khách nọ khách kia, nhưng mà rất ít đời kiếp mình sinh ra là có chư tăng. Vì chỉ khi nào có một vị Phật ra đời thì mới có chư tăng. Còn những cái kiếp mình sinh ra không có Phật ra đời, không có chư tăng ở trên thế gian. Chúng tăng đang, và những cái chúng tăng là đang trên đường đi đến Niết Bàn. Nên là có thể là có những cái vị chư tăng mình chỉ còn được gặp trong kiếp này, mãi mãi kiếp sau không bao giờ gặp lại nữa, vì những cái vị đấy sẽ đi đến Niết Bàn. Vì các vị chư tăng xứng đáng được ưu tiên thỉnh mời, kính trọng lễ bái chào hỏi, hộ độ cúng dường. Cái này mà nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng nếu như mình đi đến những cái đất nước mà đất nước Phật giáo, những đất nước Phật giáo là quốc giáo, thì người ta, mình sẽ thấy rõ ràng được cái điều này, rõ ràng được cái điều này, đó là chúng tăng lúc nào cũng là khách quý. Ví dụ như mình sang Thái Lan, đặc biệt là sang Thái Lan và Miến Điện, và sang Sri Lanka hay là Lào, Campuchia, thì mình sẽ thấy được đủ rõ ràng cái điều này. Ví dụ như là mình đi đến chỗ nào mình sẽ thấy chúng tăng sẽ được ưu tiên, sẽ được ưu tiên hơn tất cả mọi tất cả những nhân vật khác. Đấy, thì chúng tăng được ưu tiên nhất ở trong xã hội, trong tất cả xã hội luôn, lúc nào cũng là ưu tiên. Ví dụ cái gì mà tốt đẹp nhất thì người ta sẽ hướng đến cúng dường đến Phật, đến Pháp rồi đến Tăng. Tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, ví dụ người ta có cái quý nhất đó là vàng, ngọc hay là kim cương, thì người ta sẽ mang đến chùa người ta cúng dường. Khi mà chùa mà xây lên những cái ngôi bảo tháp thì người ta sẽ mang vàng đến đấy, người ta ráp vàng lên trên chùa tháp, hoặc là người ta ráp lên tượng Phật,
Hoặc là những cái mà tốt đẹp thì người ta cúng dường chư tăng, cúng dường đến đến chúng tăng, đến bằng cái bốn cái vật dụng ấy, đó là trú xứ, chỗ ở và cái y phục, thực phẩm, dược phẩm. Như như là khi mà mình có những cái xã hội rất là nghèo, ví dụ như là nhất là bên Miến Điện, có thể vào trong dân chúng mình thấy nhà cửa người ta rất là lụp xụp, rất tồi tàn, nhưng mà khi mà vào chùa thì chùa nào cũng to cao đẹp. Đấy là vì người ta chú trọng cúng dường những cái đến 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 Tam Bảo trước, Phật pháp tăng trước. Hoặc là có những cái nơi kể cả mình ra bệnh viện có một cái khu riêng của chú tăng, người ta dành cho chú tăng, là những cái nơi rất là tốt đẹp, là trang nghiêm. Thế thì người ta đặc biệt người ta coi các vị tăng như là những người khách, như là những người khách quý. Thỉnh mời chư tăng, hay là thỉnh mời chư tăng đến đến gia đình, thỉnh mời chư tăng đến nhà thì thí chủ được năm cái phần công đức, đó là hoan hỷ đón tiếp. Khi khởi lên cái tâm hoan hỷ, được cái phước báo sinh thiên, cung kính đảnh lễ là nhân và phước báo, là được sinh vào những cái nơi cao quý. Khi mà mình kính lễ những bậc cao thượng thì mình sẽ tạo được cái nhân cao thượng, mình trở thành cái người cao quý ở trong tương lai. Cúng dường trai tăng thì mình sẽ được cái phước, nó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Cúng dường tứ sự, bốn cái món vật dụng khác thì được cái phước, đó là được nhiều tài sản. Nghe pháp và hoặc là mình thỉnh mời chư tăng thuyết pháp, rồi nghe pháp và từ đó mình có thể chứng ngộ được đạo quả. Thế là cái năm cái phần công đức khi mà mình thỉnh mời chư tăng, thỉnh mời chư tăng đến đến nhà thì sẽ được năm cái phần công đức này. Niệm ân đức thứ 9, Anuttara Rang Punya Ketang Lokasati. Chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là phước điền vô thượng ở thế gian. Phước điền có nghĩa là cái mảnh ruộng tốt. Chư tăng là ruộng phước điền vô thượng, thí chủ là nông dân và cúng dường là gieo hạt. Vậy thì chư tăng là cái ruộng phước điền vô thượng ở thế gian. Thì mình gieo vào cái ruộng đấy những cái gì? Trên một mảnh ruộng mình có thể có quyền gieo bất cứ hạt giống gì mình muốn. Nếu như mà mình có thể gieo ở trên đấy những hạt lúa, mình có thể gieo trên đấy hạt đậu, mình có thể gieo ở trên đấy bằng những cái trái cam, trái xoài, gieo gì cũng được. Còn chư tăng, chúng tăng là cái ruộng phước điền vô thượng ở thế gian, thì mình gieo vào đấy cái gì? Mình gieo vào đấy cái trái gì? Thì mình có thể gieo vào đấy bằng cái tâm hoan hỷ. Khi mình nhìn thấy chư tăng, nếu mà mình khởi lên tâm hoan hỷ, đấy là mình đang gieo được một cái hạt giống hoan hỷ. Mình gieo vào đấy bằng cái tâm cung kính, cái tâm cung kính của mình gieo được cái hạt giống cung kính. Mình gieo vào đấy bằng cái sự tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng mà. Thì đấy là mình gieo. Mình gieo vào đấy bằng cái sự cúng dường, bằng cái hạnh cúng dường. Mình gieo vào đấy bằng cái sự chắp tay thỉnh mời. Thì đấy là cái chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là phước điền vô thượng ở thế gian, là mình có thể gieo vào cái ruộng phước đấy bằng chính cái tâm hoan hỷ, bằng cái tâm cung kính, bằng cái sự cúng dường của mình. Và từ đấy thì mình sẽ đạt được những cái điều mà mình muốn. Ví dụ mình muốn là sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, thì mình sẽ đạt được những cái điều sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ đấy. Mình mà muốn sinh thiên giới thì cũng nhờ cái tâm cung kính đấy mà mình có thể sinh về thiên giới. Mình có thể mình muốn chứng đắc niết bàn thì cũng nhờ có chư tăng, cái hình ảnh của chư tăng mà gieo vào trong tâm mình cái tư tưởng là muốn giác ngộ chân lý, muốn chứng đắc niết bàn ở tương lai. Thì chư tăng là cái phước điền vô thượng ở thế gian là như vậy. Và
có rất là nhiều những cái chúng sinh khác mà người ta không phải là con người, chúng sinh khác mà người ta vẫn có thể gieo được những cái phước. Ví dụ như là Đức Phật thì thường thường khuyên là chúng tăng là cần phải đi hóa duyên với chúng sinh. Đi hóa duyên đó là một nửa ngày tu tập, một nửa ngày thì phải đi ở ngoài đường, ôm bát đi ngoài đường, tức là đi khất thực. Đi như thế nó có một cái mục, nó có hai cái mục đích. Một là cái mục đích là tự nuôi sống bản thân mình bằng cái hạnh khất thực. Cái mục đích nữa là tự mình bỏ đi cái tâm ngã mạn. Mình lúc nào phải nghĩ là mình giống như là cái người ăn xin, để mình có cái tâm để mình không được dễ ruôi. Lúc nào phải tinh tấn nỗ lực tu tập để đi đến giải thoát càng sớm càng tốt. Và một cái mục đích nữa là để hóa duyên với chúng sinh. Để hóa duyên tức là để tạo cái cơ hội cho chúng sinh gieo cái phước, để tạo cơ hội cho chúng sinh được gieo duyên với Tam Bảo và Pháp Tăng. Mình đi đấy, nhưng mà có những chúng sinh người ta nhìn thấy người ta hoan hỷ, có những chúng sinh người ta ở cõi trời người ta hoan hỷ, có chúng sinh ở ngã quỷ, ở các cái quỷ thần người ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh chư tăng, người ta hoan hỷ, người ta cũng tạo được cái phước. Có chúng sinh ở cõi người hoan hỷ, có những chúng sinh thuộc về hàng súc sinh nó có hoan hỷ. Như con chim nó đang bay ở trên trời mà nó nhìn thấy chư tăng bay mà nó hoan hỷ thôi, đời sau nó cũng có thể sinh lại làm người hoặc sinh thiên giới được. Có những cái con trâu con bò nó đang đi ở ngoài đường, nó nhìn thấy cái những người tu đang đi ở ngoài đường mà nó khởi lên cái tâm hoan hỷ, cũng nhờ vậy mà nó cũng để được sinh về cõi thiên giới. Bởi vì nếu mà cái hình ảnh chư tăng đi đường nó sẽ khác với người khác, đó là đi trong trang nghiêm, trong hiền lành, không có mang gậy gộc, không có mang vũ khí ở trong tay, không có hăm dọa một cái chúng sinh nào cả. Vì vậy cho nên là những cái con vật mà nó sống với những người tu hành lâu ngày nó cũng hiểu, nó biết đây là những cái người hiền thiện không làm hại gì cho mình. Cho nên là khi mà nó nhìn thấy nó cũng hoan hỉ, nó cũng an tâm, biết là những cái người này không làm hại mình. Thế là nó nhìn thấy vậy là nó hoan hỉ thôi. Nó hoan hỉ như vậy là nó cũng tạo được cái phước để sinh về cõi lành ở trong tương lai. Như vậy chúng tăng là cái phước điền vô thượng ở thế gian là như vậy. Cho nên là có những cái người, mỗi người có một cái duyên, có người có duyên với Phật, có người có duyên với Pháp, có người có duyên với Tăng. Thì cái tâm mình hướng về Phật nhiều thì mình sẽ có duyên với Phật, mình hướng về Pháp nhiều mình có duyên với Pháp. Cái người nào mà hướng về chư Tăng nhiều thì mình có duyên với Tăng. Thế đây mình có ai có duyên với Phật không? Đã gặp Phật chưa? Gặp Phật thì đã giác ngộ rồi. Có duyên với Pháp không? Cũng có thể có. Có duyên với Tăng không? Phật thì rất là hiếm. Phật chỉ ra đời một thời gian rất là ngắn rồi ngày nhập Niết Bàn. Nhưng mà còn Pháp và Tăng thì sẽ tồn tại lâu hơn. Mà muốn cho Pháp được, mình có hiểu được Pháp mà nhờ có Tăng, vậy thì mình sẽ có duyên với chư Tăng nhiều hơn. Thường thường như vậy, vì chư Tăng đông hơn, Phật chỉ có một, nhưng mà Tăng thì có hàng trăm ngàn vạn người. Chư Tăng thường là đông hơn. Vậy thì một cái người mà niệm ân Đức Tăng thì mình sẽ có cái duyên. Trong tương lai mình sẽ được gặp chư Tăng dễ dàng hơn. Nhờ gặp chư Tăng mà mình sẽ gieo vào đấy được rất là nhiều những cái điều thiện lành, ở những cái hành động thiện lành và hay là cái tâm thiện lành của mình. Như cái thời mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau, cái thời đấy có một cái ông vua, đó là vua A Dục. Vua A Dục này, ông ấy là một cái người có cái tham vọng rất là lớn và cũng rất là tàn bạo. Nên khi nên làm vua thì ông ấy đem quân đi xâm chiếm ở khắp tất cả các cái quốc độ ở xung quanh. Và trong rất nhiều trận chiến như vậy, cái số người chết vô kể. Và nhiều lúc là ông cũng cảm thấy nó ghê tởm, ghê gớm với những cái cuộc xâm chiếm của mình. Thế rồi một hôm thì ông ấy chỉ nhìn thấy một cái vị tăng, một cái vị sư đang đi đứng nằm ngồi rất là trang nghiêm, tề chỉnh, có những cái hạnh, có cái uy nghi nó rất là đức hạnh, tức là nó toát ra những cái oai nghi mà vị đó rất là cung kính.
thì vị đó mới cho người mời cái vị sư đấy vào, và vị đó để giảng giải về Phật pháp. Khi mà vị vua A Dục này ông được nghe giảng giải về Phật pháp thì ông phát tâm quy y Tam Bảo, và từ ngày đấy mà đi là ông dừng lại, không đi, không còn mang quân đi chém giết nữa, và bắt đầu ông trở thành một cái người cư sĩ tại gia, và ông tu theo đúng cái tinh thần của đạo Phật, giữ giới, tu tập và phát triển Phật pháp. Thì ông là một trong những cái người có cái tinh thần ủng hộ Phật pháp và hoàng dương Phật pháp rất là lớn. Ông đưa Phật pháp từ Ấn Độ mà đi đến tất cả những nước ở xung quanh, cho các cái phái đoàn truyền giáo, truyền bá Phật pháp. Từ một cái ông vua rất là một cái ông vua giống như là bạo chúa, rất là ác. Mà sau khi mà gặp một cái vị sư mà ông ấy hồi tâm, và ông trở thành một cái người rất là hiền thiện. Tức là ông trở thành người rất là hiền thiện, ông cấm luôn cả toàn dân không ai được sát sinh, cho toàn dân là phải giữ năm giới, không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và truyền bá Phật pháp đi khắp thế giới. Thì đấy là vua Asoka, vua A Dục Vương. Thì cái đấy là cái nhân duyên mà một cái người mà thường niệm ân Đức Tăng, thì khi mà nhìn thấy một vị Tăng, vị đó sinh tâm hoan hỷ. Vị đó sinh tâm hoan hỷ, rồi từ cái tâm hoan hỷ đó khởi lên cái niềm tin kính. Và từ cái niềm tin kính đấy, vị đó mới phát tâm học đạo, và cuối cùng có thể giác ngộ được Phật pháp. Đây là cái chúng tăng đáng được là cái ruộng phước điền vô thượng ở thế gian. Thì cái ruộng ở thế gian nó có những cái mảnh ruộng thì nó tốt, có cái mảnh ruộng thì nó xấu, mảnh ruộng thì nó vừa vừa. Có những cái mảnh ruộng mình gieo một hạt thì mình chỉ nhận lại được 100 hạt thôi. Có những cái mảnh ruộng mình gieo lấy một hạt mình nhận lại 1.000 hạt. Có những cái mảnh ruộng mình gieo vào đấy một hạt mình nhận lại 100.000 hạt. Có những cái mảnh ruộng thì mình gieo một hạt mình nhận lại vô lượng. Thì cái sự cúng dường vậy, cái sự mình bố thí cúng dường nó cũng có cái sự khác nhau ở cái đối tượng thọ nhận. Ví dụ như là mình bố thí đến một cái loài vật, mình cho một cái con vật gì đó nó ăn, thì đó cũng là một cái việc thiện. Nhưng mà cái phước báo mình nhận lại nó sẽ lớn gấp 100 lần mà mình đã cho đi. Là mình cho đi đến một cái loài vật súc sinh ấy, thì sau này mình sẽ nhận lại cái phước báo là gấp 100 lần cái so với cái mà mình cho đi. Nếu mà mình bố thí cho một cái người ác, một cái người ác ăn, mình cho người đó cái gì thì sau này mình vẫn nhận lại được cái công đức, cái phước báo nó sẽ lớn lại là gấp 1.000 lần với những cái gì mà mình đã cho đi. Nếu mình bố thí cho một cái người có đạo đức, một cái người tốt, một cái người thiện, người ta không làm việc ác, thì cái phước báo mình nhận lại sẽ gấp 100.000 lần. Còn nếu mình bố thí đến một cái người có giới đức, tức là một cái người có giới đức, có giữ giới, có cái sự tu tập về thân khẩu ý, nên gọi người có giới đức, thì cái quả báo là vô lượng. Cái quả báo này là vô lượng, không thể kể, không thể nghĩ bàn hết được cái quả báo. Thì như Đức Phật cũng đã nói, mình không thể nói là nước biển này nó có một thùng hay 100 thùng hay 1.000 thùng hay 100.000 thùng. Bây giờ mình có thể nào lấy được cái thùng mà mình đếm được cái số lượng nước biển nó có bao nhiêu thùng. Thế thì cũng như thế, một cái người mà mình cúng dường đến chúng tăng, những chúng tăng mà có giới hạnh thanh tịnh, thì cái phước báo nó cũng vô lượng như vậy. Nó gọi là vô lượng như thế. Nó không thể tính được là nó gấp 100 lần, 1.000 lần hay 100.000 lần. Cho nên gọi là vô lượng. Tức là chỉ biết là nó rất lớn, thế thôi. Vì chư tăng có giới đức cao thượng, có định đức cao thượng, có tuệ đức cao thượng, có giải thoát đức cao thượng, có giải thoát chi kiến đức cao thượng, nên thí chủ có tâm hoan hỷ cung kính cúng dường đến chư tăng thì sẽ được lợi ích lớn, được công đức lớn. Bởi thế chư tăng là phước điển vô thượng ở thế gian. Đấy là chín cái ân đức, niệm ân đức tăng. Thì một cái người mà niệm các cái ân đức như vậy, thì khi niệm đến các cái ân đức thì tưởng nhớ mỗi một cái ân đức, mình tưởng nhớ đến cái ý nghĩa của các cái ân đức đấy, để mình sinh cái tâm hoan hỷ, sinh cái tâm cung kính, và mình đạt được cái tâm định tĩnh. Giống như niệm ân đức Phật, mình tưởng nhớ đến các cái ân đức tính cao thượng của chư Phật. Niệm ân đức tăng thì mình cũng tưởng nhớ đến những cái đức tính cao thượng của chư tăng.
Thì mục đích của niệm ân Đức Tăng là để làm gì? Mình tưởng nhớ đến ân Đức Tăng, tưởng niệm đến cái Đức Tăng, ân đức của Tăng là để cho tâm mình được thanh tịnh, gột rửa khỏi các cái tham sân si, có được sự chánh trực cảm hứng từ chúng ta. Mục đích là mình để cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Thanh tịnh và tham sân si cũng giống như các đề mục thiền khác. Như như mình tập thiền hơi thở cũng là để cho tâm mình được thanh tịnh. Và mình lấy cái hơi thở làm đề mục, niệm Phật cũng vậy, để cho tâm mình được thanh tịnh và lấy cái ân Đức Phật làm đối tượng, làm đề mục. Niệm Pháp hay niệm Tăng cũng thế. Niệm Tăng thì mình lấy chư Tăng làm đối tượng và để cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh, để nhiếp phục các triền cái mà chứng đắc được định cận hành. Vậy thì cái thiền sinh hướng tâm đến một vị Tăng hay hướng tâm đến nhiều vị Tăng? Thường thường là khi mình tưởng nhớ đến chư Tăng thì mình tưởng nhớ đến một vị hay tưởng nhớ đến nhiều vị? Khi tưởng nhớ đến chư Tăng thì phải hướng tâm đến một hội chúng chư Tăng. Tức là cái lúc đấy mình phải nên nhớ đến, nhớ chung chung đến một hội chúng chư Tăng. Một hội chúng chư Tăng hòa hợp thanh tịnh. Đấy, thế là mình tác ý chúng Tăng này, đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc thiện này, là những bậc có diệu hạnh. Cái gì mình tưởng nhớ chung chung đến cả một hội chúng chư Tăng như vậy. Chứ mình không nên tưởng nhớ riêng một vị. Tưởng nhớ riêng một vị thì nó lại sinh ra cái chấp thủ. Cái vị này là vị chư Tăng này, ví dụ vị này là thầy của tôi, vị này là thầy của tôi, mình chỉ thì nó sẽ có cái sự chấp thủ ở trong đó. Mình tưởng nhớ đến cả một cái hội chúng. Và Đức Phật thì thường dạy là mình có một cái niềm tịnh tín đối với một cái hội chúng, đối với một cái, với nhiều người thì nó sẽ, mình sẽ an tâm hơn, an toàn hơn. Ví dụ như Đức Phật nói là nếu bây giờ mình chỉ có niềm tin với một vị Tăng, nhưng mà chẳng may một cái lúc nào đấy mình sẽ mất lòng với vị đấy, có một cái gì đó mất lòng, thì mình cũng sẽ bỏ đạo luôn. Tôi chỉ tin vị đấy mà bây giờ vị đó đã làm cho tôi mất niềm tin, và mình sẽ mất niềm tin và mình cũng sẽ bỏ đạo. Còn nếu mà mình có niềm tin với nhiều người thì mình mất vị này rồi thì mình lại đi theo vị khác, có gì đâu. Hay là một lúc nào đấy mình sẽ thấy là vị đó làm một cái việc gì đó mà mình không hài lòng, mình sẽ chán, nói những cái lời nói gì đó mình không hài lòng, mình sẽ chán. Vậy thì cùng một người mình hướng tâm đến cả một hội chúng chư Tăng như vậy, thì khi mà mình thấy một cái vị này làm một cái việc gì đó mình không hài lòng, thì mình vẫn không mất niềm tin với Tăng Bản, với chư Tăng. Mình cáo cả một cái hội chúng hàng trăm người, hàng ngàn người, mình hướng tâm đến cả một cái hội chúng hàng trăm người, hàng ngàn người, cả những vị Tăng. Mình có thể hướng tâm cả đến những vị Tăng trong quá khứ, những cái vị như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, cả những cái vị Tăng ở hiện tại, hoặc là các vị Tăng mà mình có thể tưởng nhớ đến được, mà mình đã từng đọc lịch sử, các cái vị tỳ kheo, các cái bậc cao Tăng, các bậc A-la-hán đều là các chúng Tăng hết. Mình tưởng nhớ đến để mình niệm đến các cái ân Đức Tăng, thì mình sinh cái tâm hoan hỷ đối với chư Tăng. Thiền sinh có được hướng tâm đến hội chúng chư Ni để niệm ân Đức không? Có được, có niệm ân Đức Ni không? Đức Phật dạy niệm ân Đức Tăng, có dạy niệm ân Đức Ni không? Mình hướng tâm đến các vị tỳ kheo ni là những bậc thiện lành, có được không? Thiền sinh hướng tâm đến hội chúng chư Ni niệm ân Đức. Ni có phải là Tăng không? Cũng là, có phải trong chúng Tăng không? Cũng có thể gọi chung chung được. Nếu các thiền, nếu là thiền sinh nam thì không được hướng tâm đến hình ảnh chư Ni để niệm ân Đức Tăng. Nếu là một thiền sinh là người nam ấy, mà thực hành thiền niệm ân Đức Tăng ấy, thì chỉ được hướng tâm đến chư Tăng là người nam, chứ không được hướng tâm đến các vị Ni. Thì người nam mà hướng tâm đến các vị tỳ kheo ni thì nó sẽ sinh ra cái tâm ái, sinh ra tham ái. Thế mà ôi các cái vị ni này tu hành quý hóa quá, các vị tu hành tốt đẹp quá, thì nó sinh ra tham ái, không, cho nên là không được, là thiền sinh nam thì không được hướng tâm đến chư Ni để niệm. Mình có thể hướng tâm đến một hội chúng đông đông thì được.
chủ yếu là hướng tâm đến hình ảnh chư tăng. Thiền sinh nữ có được hướng tâm đến hình ảnh chư tăng để niệm ân nữa không? Nếu là thiền sinh nữ, thiền sinh nữ thì hướng tâm đến một hội chúng chư tăng, chứ không hướng tâm đến một vị tăng, để tránh sinh ra một cái sự dính mắc. Tức là cái vị đấy mà niệm ân nữa ta phải cho phải hình dung ra cả một cái hội chúng thấp đông chư tăng, và tưởng nhớ đến các cái ân đức của chư tăng như vậy, đông đông như vậy, chứ không được hướng tâm đến một vị tăng, một vị tăng. Thì còn một cái thiền sinh nữ thì vị đó vẫn có thể hướng tâm đến các cái vị ni mà tu hành, và mình vẫn có thể hướng tâm đến và tác ý đến những cái đức hạnh của các vị ni thì cũng được, nếu là thiền sinh nữ. Còn thiền sinh nam thì phải hướng tâm đến chư tăng, mà thiền sinh nữ cũng có thể hướng tâm đến một hội chúng chư tăng đông, chứ không được hướng tâm đến một người. Thì đấy là cái niệm ân đức tăng. Còn đây là cái lợi ích từ cái việc niệm ân đức tăng. Niệm ân đức tăng để mình có cái thái độ cung kính tôn trọng đối với chư tăng. Một cái người có hiểu về cái đời sống của các vị tăng thì mình mới có cái sự tôn trọng, có cái sự cung kính. Còn nếu mà mình cái người ta không hiểu thì người ta sẽ không tôn trọng, người ta không cung kính, đang nghĩ là đi tu là cái gì đó nó rất là cái việc đó nó rất là bình thường, không có gì là cao cả. Thế thì cái người ta không hiểu, người ta sẽ nghĩ thế. Hoặc là còn cái người niệm ân đức tăng thì mình có cái niềm, có tăng trưởng cái đức tin, mình có cái niềm tin tưởng vào chư tăng. Khi mà mình có cái niềm tin tưởng như vậy, mỗi một khi mình thấy hình ảnh chư tăng mình sinh ra cái tâm hoan hỷ, hoặc là mỗi khi mình tưởng nhớ đến chư tăng mình sẽ sinh ra cái tâm hoan hỷ, thì tâm nó hoan hỷ thì thân nó an lạc, thì mình cũng sẽ được thân tâm an lạc, thân tâm nó hoan hỷ và an lạc nhờ niệm ân đức tăng, nhiếp phục được sợ hãi và khiếp đảm. Sợ hãi và khiếp đảm, mỗi khi mình có một cái gì đó, cái tâm trạng nó bất an, mỗi khi mình có những cái tâm trạng bất an, nhưng mà đang nhất là cái người nào sợ tối chẳng hạn, cái người nào mà có cái tánh hại tối, lúc đấy thì mình đi đường mình sợ phi nhân quỷ thần, hoặc là mình sống ở đâu mà mình cảm thấy nó không được an tâm, mình cứ no như kiểu là có phi nhân quỷ thần quấy rầy, thì cái người đấy niệm đến ân đức Phật hoặc là ân đức Pháp hoặc là ân đức Tăng thì nó sẽ hết cái sự sợ hãi đó, sự sợ hãi và khiếp đảm. Tức là cái người nào mà thường xuyên tưởng nhớ, tưởng niệm đến chư tăng, tự nhiên trong cái tâm của người ấy nó có một cái sự mạnh mẽ, mình sẽ có một cái sự mạnh mẽ, mình không có sợ hãi và không rụt rè. Hay là cái người nào mình hay sợ hãi đám đông, có những người sợ hãi đám đông, hay là sợ hãi không dám đi đến những cái chỗ nạn, hay là sợ hãi ái ngại mỗi khi mình đi đến một cái môi trường mới, gặp những người mới nạn, mình hay có cái tính rụt rè, e dè, ngại ngần ấy. Thì niệm ân đức tăng này thì mình sẽ hết, đến lúc nào mình cũng cảm thấy là như là trong mình cũng cảm thấy bên mình có cả một cái hội chúng chư tăng. Ví dụ như bây giờ mình đi đâu mà có một đoàn đông thì mình có sợ không? Mà có một đoàn đông thì kể cả đi trong đêm, đi trong rừng sâu, đi vào hang cọp cũng không sợ, phải không? Nhưng mà đi một mình thì sẽ sợ. Đi một mình thì mình sẽ rất là ngại. Và bây giờ đi một mình, đi từ nhà đến chùa mà đi một mình cũng đã đủ ngại này. Nhưng mà có 5-7 người đi thì có ngại nữa không? Không ngại nữa. Cũng như vậy, thì bây giờ một cái người mà trong tâm của mình có cả một hội chúng chư tăng ấy, mình còn sợ gì nữa không? Mình sẽ không thấy sợ, đi đâu cũng cảm thấy tự tại. Vì tất cả những cái tâm lý nó do cái tưởng nó sinh ra mà. Cái tưởng của mình cảm thấy là mình đang đơn độc, mình đang cô đơn, mình đang một mình lẻ loi, thì mình sẽ sống ở đâu mình cũng bất an, sống ở đâu mình cũng no nắng và lúc nào nó cũng nhút nhát. Vậy cái người mà niệm ân đức tăng này nó sẽ hết được cái bệnh nhút nhát này. Đây có ai nhút nhát không? Ai nhút nhát thì niệm ân đức tăng nó sẽ hết nhé. Hết nhút nhát này. Thì lúc đấy mình sẽ trở thành một cái người nó rất là tự tin. Kể cả mình đến một cái hội chúng đông hay là mình đứng trước một cái hội chúng đông, mình cảm thấy nó bình thường, không có ái ngại gì. Bởi vì trong tâm mình lúc nào cũng có cả một cái hội chúng chư tăng này. Nó quen rồi, lúc nào mình cũng đang
giống như mình đang sống trước một cái hội chúng chư tăng đông đảo quen, cho nên là đến một lúc nào đó mình cần phải đứng trước một cái đám đông gì đấy, mình cảm thấy nó rất là tự tin, không có nhút nhát, không có run rẩy, không sợ hãi gì hết. Hay là mình sống một mình ở nghĩa trang mình cũng không sợ, sống một mình ở một cái nơi nào đó rất là hẻo lánh mình cũng không sợ. Nhưng là đến lúc đi tu là cũng phải sống một mình, một mình ở một cái thất. Thế cái người nào sợ tối có dám ở không? Người sợ tối là khiếp, không dám ở. Như vậy thì cái người nào phải không sợ, không có cái sợ, vậy thì cái niệm ân đức tăng nó sẽ làm cho mình, nó sẽ nhiếp phục được cái sợ hãi đó. Sợ hãi một mình, sợ hãi đám đông, hay là sợ hãi phi nhân, sợ hãi hãi tối, hãi giếc là nó hết sạch luôn. Đó là do niệm ân đức tăng có khả năng nhẫn khổ. Dù là có cái sự kham khổ thì mình cũng có, nhờ có cái niệm ân đức tăng nó là một cái động lực làm cho mình vượt qua những cái gian khổ. Thì mình thấy chư tăng cũng là những người rất là kham khổ mà, cho nên là mình có khổ một chút thì mình bảo so với chư tăng thì chưa là gì cả, chư tăng còn khổ hơn. Ví dụ như mình có đến bữa đói bụng mà chư tăng ăn có một bữa rưỡi mà còn chịu được, huống chi là mình. Hay là mình ngồi thiền một lúc còn đau chân mà chư tăng còn ngồi thiền suốt ngày suốt đêm được còn lo gì. Thì mình sẽ kham nhẫn lại, xong là giống như là lấy cái chư tăng là một cái động lực để cho mình vượt qua mọi cái gian khổ. Đi tu còn khổ hơn mà còn đi tu được, không chỉ là mình gặp cái này là cái chuyện gì đó bình thường. Đấy là niệm ân đức tăng làm cho mình kham nhẫn lại mọi cái nỗi khổ, cảm thấy như đang sống với chư tăng. Lúc nào mình cũng cảm thấy như mình đang sống với một hội chúng chư tăng, tâm hướng đến sự thành tựu những đức tính cao thượng của chư tăng, và tâm của mình cũng mong muốn thành tựu được những cái đức tính cao thượng đấy. Ví dụ mình cũng mong muốn là mình phải sống thiện lành, bởi vì mình tác ý đến cái hạnh thiện lành của chư tăng. Chúng tăng là những người có hạnh thiện lành, diệu hạnh, những hạnh thiện lành, thì lúc đấy tự nhiên mình cũng phải cố gắng sống giống với chư tăng, tức là mình cũng phải có những cái hạnh thiện lành, không làm những cái việc bất thiện. Rồi là chúng tăng là những người trang nghiêm chính trực, thì lúc đấy là mình cũng phải cố gắng sống cho nó trang nghiêm chính trực, không có, mình sẽ giảm bớt hết những cái tính, những cái tính mà nó không đàng hoàng, không trang nghiêm, và mình cũng sẽ có những cái hạnh đấy. Chúng tăng là những cái người sống theo những hạnh chân chánh, không làm những cái việc mê tín, không làm những cái việc tà, thì lúc đấy mình cũng sẽ sống chính làm những cái việc chân chánh, chứ mình không có làm những cái việc mình không có thực hành những cái tà pháp. Thì mình nên chọn lọc những cái pháp nào pháp chánh thì mình mới hành, những cái pháp nào pháp tà mình tránh xa. Thì đó là cũng nhờ niệm ân đức tăng thì mình sẽ được ảnh hưởng những cái hạnh đấy của chư tăng, và mình cũng sẽ sống giống với chư tăng như vậy. Thì mình sống giống với chư tăng như vậy thì tương lai sẽ làm sao? Tương lai thì đời nào sinh ra mình cũng sẽ đi xuất gia làm chư tăng hết. Khi gặp cơ hội phạm giới liền có tâm tàn quý như đang ở trước mặt chúng ta. Khi mà làm một cái việc gì đó sai trái một cái là tự nhiên mình cảm thấy nó bất an ngay. Nếu cái người hay niệm ân đức tăng, khi mà mình làm một cái việc gì đó nó không đúng pháp, nó không đúng, mình làm một cái việc bất thiện như là mình sát sinh, trộm cắp hay cái gì đấy, là tự nhiên nó tâm nó khởi đến xấu hổ mà mình không thể chịu được. Thì là tự nhiên là từ đấy mình phải bỏ hết những cái việc bất thiện, không dám làm những cái việc gì xấu nữa. Ví dụ mình đi uống rượu chè hay là mình đi chơi bời cờ bạc gì cái là tự nhiên mình tự động cái tâm mình nó không chấp nhận những cái điều đó nữa. Nếu cái người hay niệm ân đức tăng là những cái tâm, những cái đức tính cao thượng của chư tăng nó nhiễm vào trong tâm mình. Bây giờ bảo mình làm những cái việc xấu xa hạ liệt không thể làm được. Đấy là cái công đức của niệm ân đức tăng. Nếu như trong đời này cái người đó chưa chứng được A-la-hán, chưa đoạn trừ được phiền não, thì cái pháp niệm ân đức tăng đấy, tưởng nhớ đến ân đức của chư tăng, nó sẽ là cái nhân lành để mình tái sinh về những cõi cao thượng, những cõi an lành. Tức là như là tái sinh lại làm người hoặc là về cõi thiên giới. Và nếu như sinh trở lại làm người thì mình dễ dàng rời bỏ đời sống thế tục, đi xuất gia và trở thành một vị tăng và chân chánh giác ngộ các sự thật. Thế nên nhờ niệm ân đức tăng thì sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành tăng.
mình cũng sẽ đi xuất gia trở thành một vị tăng ở trong tương lai, hoặc đời nào sinh ra mình cũng sẽ luôn luôn hướng đến cái việc từ bỏ đời sống thế tục và đi xuất gia để trở thành một vị tăng.